Dạ rồi, em xin kính chào tất cả cô chú anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc nha. Thì hôm nay là ngày mùng 4 tháng 1 năm 2021, cây lan rừng Phú Thái của em có về một số ít mặt hàng rừng Bình Thuận nha cả nhà nha. Thì hôm nay em về cũng ít rồi, em đi hàng lấy mấy anh thợ rừng trong ngày về á, rồi chiều lại là sẽ đăng lên cho cả nhà mình sưu tầm luôn. Thì bây giờ em đi nhanh gọn cho cả nhà mình khỏi chờ đợi lâu, khỏi mất thời gian cho cả nhà mình. Đầu tiên là tam bao sắc này cả nhà nè, hàng là bao phê bao đẹp cho cả nhà luôn nha, cây to cây lớn nha. Hàng rất là tươi nha, bóng lộng. Cây là cây to nha cả nhà nha. Đó. Tam bao sắc này giá 130k một kg nên bao ship nha. Quá là rẻ nha cả nhà nha. Thị trường không ai bán cái giá tam bao sắc hàng cây to đều đẹp như gì mà 130k một ký. Hàng là bao chắc luôn nha cả nhà nha. Đá xếp rục rất đẹp nha. Rồi, chỉ 130k một kg. 1 kg hình tam bao sắc này 3 chiếc nha. Đó, anh cả nhà mình lấy mấy ký thì alo cho em. Em này còn có ở đây có 3 ký, hơn 3 ký tí. Đó. Rồi, giờ em đi qua anh số 1 này, anh số 1 cũng có combo gồm 7 8 loại lan anh nha cả nhà nha. Em để giá 160k cho một hình em 3 chiếc nha. Đầu tiên là em có 7 cây hồng nhạn tháng 4 này. Cái này hồng nhạn giống phải hồng nhạn cả nhà nha. Cây này nó hơi xấu một tí. Em nói trước là cây hơi xấu, cây giống nhưng cây cũng nhỏ, mình rễ thì nó đã ra rồi, không sợ chết đâu nha. Em để nó tự ra để đâu nha cả nhà nha. Đó, 7 cây hồng nhạn tháng 4 là một loại này, kiều là hai nè. Hai về kiều là vô cả nhà, vô đựng chậu nha. Là ba nè, tam bao sắc này là loại thứ tư nè, 8 9 cây rồi nha cả nhà nha. Hải yến này là loại thứ năm nè, cũng 8 9 cây rồi nha. Hàng tuy rằng nó nhỏ nhưng mà lá xếp đẹp rồi nha. Cây nó mùa này nó mất nước, nó hơi vàng cho nó không có héo nha cả nhà nha, cây quấn còn tươi nha, nó hơi vàng cây tí thôi. Đó là loại số 4. Năm thì loại số 5 thì cái loại lan gì đây là lại em biết giống sắp mà không phải sắp nha cả nhà nha. Bông ở đây này, trái này, bông nó chắc nhỏ lắm. Em chưa thấy một bông nhưng biết cái bông cái trái này là bông nhỏ. Rồi, đây là vảy rồng này. Đó. Rồi đây là cắm cụ tim này, có nhánh cắm cụ tim về cả nhà mình chăm cho trồng này. Còn đây nhánh bụi kiếm tiên vũ 2 tép này, đang măng đang lên này. Rồi. Một combo này gồm 7 8 loại vậy. Vậy đó. Rồi chỉ 160k bao ship nha. Rồi qua hình số 2. Hình số 2 thì em có kiếm này. Kiếm này kiếm lá nhỏ nha. Em biết kiếm lâu hỏi hay cái gì mà lá nhỏ, rất nhỏ. Đó. Rồi, nguyên một đống kiếm này để giá 120k bao ship luôn. Nguyên một đống này nằm ở tầm cỡ gần 2 kg cả nhà. Đây có về bự nè. Đây 1 2 3 3 giờ 4 giờ 5 giờ. Đây khúc nữa là 6 giờ. Rồi 120k bao ship cho cái đóng kiếm luôn, họ tiền ship chắc nó hết chỉ cần 50k rồi. Hình số 3 thì vảy rồng cả nhà này, 120k bao ship một về vảy rồng này, rất là đẹp nha. Lá này đang về nó hai về này, về đây to như cái nhà này, hai về này thì chỉ có 120k, cây con năng lên 120k bao ship hai về vảy rồng này. Hình số 3. Hình số 4 cũng 120k bao ship cho vảy rồng này, 1 về 2 về 3 về 4 về nha cả nhà nha, chỉ một đống đó. Rồi qua hình số 5 thì cũng 120k bao ship, này có một về bự nha, nhưng một về rất là nặng, về này chắc ký hơn ký rồi, cũng 120k bao ship cả nhà nha. Hình số 6 thì em có bụi kiếm lùng cả nhà, siêu lùng này nguyên bản này 170k cho một bản này nha, rất là đẹp nha. Anh gỗ nó thì xì hình rẻ bạc này, rất là đẹp. Nằm trong phút ngắn cả nhà mình giờ đóng lên treo lên gì này, rất là đẹp nha cả nhà nha. Phút kiếm quá đẹp luôn, chiều dài của cái kiếm này có tầm có 20 đến 25 cm nha cả nhà nha, quá đẹp luôn, phút này quá đẹp luôn. Rồi bên số 8 này chỉ có 170k ba ship như một khúc này. Hình số 6, hình số 7 cũng kiếm bản kiếm lùng cả nhà nha, 150k hình số 7. Khúc này cũng quá đẹp luôn cả nhà nha. Đó. Kiếm nó bán chắc chắn ở đây là không lo gì. Như cục đó. Cái này cả nhà. Chiều dài nó tầm 20 cm nha, găng tay em. Đó. Rồi, cục này 150k ba ship nha. Kim cục kiếm này quá đẹp, cục này quá đẹp cả nhà. Về cả nhà đóng bên treo lên, rất đẹp.
đó là hình số 7 nha. Còn số 8 thì em có hải yến này, hải yến rơi này, gồm có 4 cây hàng lớn này, hàng xếp quạt rất đẹp nha, 4 cây hải yến rất là to này đó. 4 cây xếp quạt rất đẹp, rồi lấy 8 cây nhỏ của hàng xếp luôn nha cả nhà nha. Đó. 8 cây này nào chỉ giá như 110k và ship gồm 4 cây lớn và 8 cây nhỏ nha, chỉ một đống này đó. Chỉ có 110k bao ship luôn. Rồi tiếp tục qua hình số 9 này. Hình số 9 có khúc hải yến 3 ngọn này, một khúc nguyên bản nha, 3 ngọn, có một bé như này nó là 4 bé mới ra. Rồi khúc này để giá 100g bao ship này, hình số 9 nha. Gồm một khúc hải yến đó. Còn số 10 này, hình số 10 có một khúc hải yến dài gồm 4 ngọn to nha, điều lá hơi lướt nha cả nhà, 120k bao ship luôn. Đây nè, đi một khúc nha, cái này vừa kêu đó, 4 ngọn dùng khúc rất là bự, chỉ có 120k thôi bao ship. Hình số 10 qua 11 thì có combo 130k hàng nguyên bán này, bao ship này, có một khúc tam màu sắc rất đẹp mà cả nhà này, hàng mới lấy về lá nó cũng như một khúc này. Đó, khúc tam màu sắc này, hai khúc, khúc là cái lăng lạ lăng gì này em biết hay là gì, có ít ít sao đủ mày nè, dính vào đây em bỏ vào là cho nó đẹp luôn. Rồi ở đây khúc tam màu sắc, một ngọn hai ngọn đó là ba khúc nha. Rồi đây khúc tam màu sắc nữa là 4 khúc. Đây một khúc hải yến rất là đẹp này, đã xếp này rất là to này, 5 khúc. Rồi hình số 11 này chỉ 130k thôi, ba ship luôn cả nhà mình luôn. Rồi thì hôm nay em có 11 hình, cả nhà mình sưu tầm được hình nào thì alo cho em nha, số điện thoại em có gắn lên tiêu đề đó. Còn đây kiểu tím hiện tại cả nhà này, kiểu tím hàng em thùng này, nói chung hàng này mới ghép này, đã kích thoa chờ mà ổn định rẻ thì em sẽ xuất bán cho cả nhà mình. Em kiểu tím với lại tím hoặc là tam màu sắc, ở nhà em trồng rất là nhiều, ghép thẩu rất nhiều, hàng thùng rất nhiều. Cô chú anh chị mình muốn sưu tầm thì cứ alo cho em sẽ kết bạn Zalo, em sẽ chụp hình này, em gửi vào tình sổ cho các anh, đây kiểu tím siêu luôn mà cả nhà này, rất là đẹp. Hàng này em kích hoa tết hết rồi. Đây cũng kiểu tím, bản lá rất là đẹp, bóng mượt cả nhà này, trồng rất đẹp nha. Thì em chỉ lấy ra em giới thiệu cho cả nhà mình, muốn sưu tầm thì cứ các bạn Zalo em sẽ chụp hình gửi cho cả nhà mình. Rồi thì hôm nay em có nhiều hình đó thôi, cả nhà mình sưu tầm được hình nào thì alo cho em nha. Rồi, em xin kính chào tất cả mọi người ạ, em xin dừng clip đây ạ, hẹn gặp lại mọi người vào clip ngày mai nha.